Nào bây giờ thì đến giờ gì rồi nhở? Uống sữa. Uống sữa gì? Alphamil DHA. Và uống Alphamil DHA để làm gì? Khỏe mạnh hơn, cao lớn hơn, thông minh hơn. Chuẩn rồi. Nào, thế bây giờ bố sẽ pha cho mỗi cậu một cốc nhá. Các con thấy không? Các cái gói sữa này nó rất là tiện dụng. Bây giờ thì bố chỉ pha một lần mẫu này thôi, vì về sau ấy con là có trách nhiệm là pha cho các em. Một cái gói này là 16g nhá. Con pha với 85ml nước. Và con nhớ là cái nước này này nó ấm ấm ở cái nhiệt độ khoảng 40 độ C. Tức là nước đun sôi xong con pha 50-50 với nước lã để cho nó ấm ấm thôi. Con đã ngửi thấy mùi thơm chưa? Rồi ạ. Nguấy cho nó tan đều ra xong rồi là mình sẽ uống. Con nguấy sữa con phải nguấy từ dưới đáy lên, khéo đổ bắn ra xong vào bàn. Đấy. Để xong cái này. Đấy. Như thế này là một ly sữa đã pha xong và con thấy không? Với 85ml nước như thế này. Nhá, gấu đi học về gấu cũng sẽ phải tự pha, một ngày con uống phải vài cốc đấy nhá. Vâng. Rồi, đây của con đây, con uống đi. Ok. Yes, được đấy, ok đấy. Tăng cường sức đề kháng cho con là vấn đề quan tâm nhất của mình. Đặc biệt là sau dịch Covid và với cái tình trạng là môi trường ngày càng ô nhiễm như hiện nay, thì các bạn có thể thấy rằng là dịch Covid vừa qua thì tỷ lệ mắc bệnh và thời gian điều trị của Việt Nam cao hơn rất nhiều so với các nước đang phát triển như là Nhật hay là Mỹ hoặc là các nước ở châu Âu. Đó là vì các quốc gia đó thì họ đã chú trọng vào việc phát triển hệ miễn dịch và sức đề kháng tốt nhất cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Hiện nay trên thị trường nổi lên dòng sữa Alphamil này được rất nhiều phòng khám hay là bệnh viện, các chuyên gia tư vấn sử dụng và rất nhiều phụ huynh đã mua cho con và chứng minh được độ hiệu quả. Alphamil với sự kết hợp giữa sữa non, tổ yến và hơn 40 loại vitamin và khoáng chất xây dựng được hệ miễn dịch và sức đề kháng vượt trội cho trẻ, đồng thời phát triển được thể chất và trí tuệ một cách hiệu quả nhất. Alphamil thì có thành phần sữa non công nghệ nano nhập khẩu từ Mỹ và đây là sữa non tốt nhất thế giới hiện tại. Sữa non thì có chứa protein, canxi, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì được sức khỏe tốt. Đồng thời nó cũng có các enzyme kháng vi khuẩn giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cho cơ thể của trẻ khỏi nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng hay là tiêu chảy hoặc là vàng da. Cái hay của cái sản phẩm này là có thêm tổ yến loại 1 từ Khánh Hòa, loại tổ yến chất lượng hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay. Yến xào thì chứa các acid amin cần thiết này, protein này, collagen này, khoáng chất và vitamin B. Tổ yến thì cũng có khả năng tăng cường được sự miễn dịch và tái tạo tế bào và cung cấp được cả năng lượng nữa. Thường xuyên ăn yến xào sẽ giúp cải thiện và nâng cao hệ miễn dịch, các bạn biết rồi đúng không? Và tăng sức đề kháng, giúp cho cơ thể có thể chống đỡ tốt hơn với những cái tác nhân gây nên bệnh tật. Cùng những nguyên liệu khác nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu, nhưng lại được căn chỉnh để có thể phù hợp với thể chất và cơ địa của trẻ em Việt Nam. Sữa non tổ yến Alphamil thì chia rõ thành 3 dòng sản phẩm chuyên biệt. Cho bé từ 0 đến 6 tháng này, cho bé từ 6 cho đến 36 tháng này, và dòng trên 3 tuổi như con mình đang sử dụng ở đây. Vì mỗi độ tuổi thì cần có nhu cầu các chất dinh dưỡng khác nhau, nên là việc chia rõ các cái dòng sản phẩm để cho các con có thể bổ sung đúng, bổ sung đủ các cái chất thì rất là quan trọng, đúng không nào các mẹ? Đây là một điểm mà mình đánh giá rất là cao ở sữa non tổ yến Alphamil. Đặc biệt, sản phẩm không gây dậy thì sớm ở trẻ. Sữa non tổ yến Alphamil là sữa tăng cân rất là tốt, và sản phẩm này thì có các cái thành phần chứa hạt sa chi này với cái hàm lượng protein lên đến 27%, kết hợp cùng với đạm whey và hơn 40 loại vitamin và khoáng chất giúp cho trẻ con có thể hấp thu đủ dinh dưỡng, tăng cân an toàn. Và đặc biệt tăng cân ở đây là tăng cân nạc cân thịt chứ không phải là mỡ hay là khiến cho cơ thể tích nước mà tăng cân đâu nhá. Như ông voi nhà mình ý, trước đây thì toàn gọi là voi còi. Thế nhưng mà sử dụng Alphamil chỉ có một tháng thôi là đã thấy được cái sự thay đổi khá là rõ rệt. Và sang đến tháng thứ 3 nhá, là đã đạt chuẩn luôn rồi. Mà các bạn nhìn thấy đấy, ông voi nhà mình bây giờ chắc nịch luôn. Sữa non tổ yến Alphamil là một sản phẩm tuyệt vời để giúp cho các con của mình có thể tăng được trí thông minh và IQ. Với cái bộ đôi chất DHA và EPA thúc đẩy trí não và thị lực. Các cụ nhà mình ngày xưa thì cứ bảo là ăn cá cho thông minh hay là ăn cá cho sáng mắt, thì thực ra nó chính là bổ sung DHA với EPA đấy các bạn ạ. Và DHA và EPA thì rất là cần thiết cho sự phát triển của não bộ, vì DHA chiếm một tỷ lệ rất 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 cao trong chất xám. Điều đó nó tạo ra được cái trí thông minh đúng không nào, và tạo ra được cái độ nhạy của các neuron thần kinh giúp dẫn truyền thông tin nhanh và chính xác.
Nếu như trẻ không được uống DHA và EPA đầy đủ trong cái quá trình phát triển ý, thì bé sẽ có chỉ số thông minh IQ rất là thấp. Và trẻ cho đến 8-9 tuổi nếu như được bổ sung và uống đầy đủ DHA sẽ có chỉ số IQ hơn đến 8,3 điểm và cái tỷ lệ chậm phát triển hệ thần kinh giảm thấp hơn rất nhiều. Và DHA còn là thành phần để chiếm tỷ lệ rất cao trong võng mạc, là nơi tổng chỉ huy sự tinh của mắt. Và DHA còn đóng một cái vai trò rất là tích cực trong việc duy trì thị lực bình thường. Khi mà không hấp thu đủ DHA thì trẻ có thể gặp phải các cái vấn đề rất là rắc rối về thị giác. Hiện nay khi mà các bệnh về mắt ngày càng gia tăng ở trẻ khiến cho rất nhiều các phụ huynh lo lắng, thì việc cung cấp đủ tất cả các lượng omega 3 để cho bé càng quan trọng hơn bao giờ hết nhé quý vị nhé. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung DHA và EPA thường xuyên thì có thể ngăn chặn và cải thiện được các cái vấn đề về thị lực ở trẻ. Và từ khi sử dụng Alphamilk thì các bé nhà mình thông minh hơn hẳn, mắt sáng rõ hơn hẳn và không còn mỏi mắt mỗi khi học tập hay là dùng máy tính hoặc là dùng iPad hay điện thoại thông minh, thì các con vẫn lấy cái lý do là để học online quý vị ạ. Đấy, ông con nhà mình bây giờ còn rủ mình đánh cờ mà ông còn thắng cả bố cơ mà. Sữa non tổ yến Alphamilk thì cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột. Ở trong Alphamilk thì đã có những cái chất xơ hòa tan như là HMO, FOS hay là GOS. Đây chính là những cái thức ăn cho lợi khuẩn và giúp cho cơ thể thải độc, từ đó tiêu hóa nhanh hơn, hấp thu thức ăn và các dưỡng chất tốt hơn. Kết hợp cùng với beta-glucan cải thiện sức đề kháng và miễn dịch. Ông voi nhà mình là không bao giờ chịu ăn rau đâu các bạn ạ. Chắc chắn là cũng giống như là con của rất nhiều gia đình. Trẻ con nó có vẻ như chỉ thích ăn thịt, mà khi mà đã ăn thịt rồi thì lại không thích ăn rau, và nó khăng khăng là không ăn rau, nên là rất là thường xuyên bị táo bón. Từ khi sử dụng Alphamilk là bye bye táo bón luôn các bạn ạ. Alphamilk thì cũng là một dòng sản phẩm tăng chiều cao một cách ưu việt, với cái nguồn canxi tự nhiên từ tảo biển kết hợp với magie giúp quá trình tổng hợp và hấp thu canxi diễn ra một cách dễ dàng. Kết hợp cùng với D3 có thể dẫn canxi vào máu và K2 dẫn canxi vào xương. Từ khi sử dụng Alphamilk thì các ông con nhà mình đã cao lớn lên từng ngày từng ngày từng ngày. Sau 3 tháng cho con mình uống sữa thì mình thấy rằng là sức khỏe của các con nhà mình thì đã cải thiện một cách đáng kể. Các con bây giờ là không lo ốm vặt khi mà thời tiết thay đổi nữa. Và bây giờ mình thấy rằng là chiều cao này và cân nặng của các con thì cũng được cải thiện và tăng một cách vượt chuẩn. Các cháu bây giờ thì năng động và lanh lợi hơn rất là nhiều. Bây giờ các con nhà mình mà đi ra ngoài để mà chơi thể dục thể thao thì cũng tự tin hơn rất là nhiều. Hoàn toàn có thể tự do để tận hưởng thiên nhiên, hít thở một bầu không khí trong lành, không còn lo thời tiết thay đổi hay là môi trường ô nhiễm nữa. Đặc biệt là hai bạn nhỏ nhà mình nhé, là gấu này, voi này, sau khi sử dụng sữa thì cân nặng đã tăng đều rồi. Bây giờ thì các bánh anh ấy này rắn chắc hơn rất là nhiều. Đấy, mình hoàn toàn đặt niềm tin vào việc sử dụng sữa Alphamilk DHA này để cho các con mình có được một cái hệ miễn dịch và sức khỏe, sức đề kháng mạnh khỏe hơn. Mình hoàn toàn đặt niềm tin vào việc sử dụng sữa Alphamilk DHA này và mong là các con sẽ có một cái hệ miễn dịch và sức đề kháng khỏe mạnh hơn, phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Hiện có rất nhiều người mà mình biết đã mua tới 3-4 loại sữa khác nhau cho các con dùng hàng ngày, nào là tăng cân, nào là tăng chiều cao, nào là tăng trí thông minh. Nhưng mà chỉ với một sản phẩm Alphamilk DHA này thì mình đã hoàn toàn hài lòng. Một sản phẩm có thể kết hợp toàn diện cả tăng chiều cao, tăng cân nặng và cả tăng trí thông minh, sức đề kháng các kiểu các thứ cho các con nữa. Và sau một tháng sử dụng thì mình đã thấy rằng các con đã có một cái sự thay đổi rõ rệt. Và sau 3 tháng thì các bé lớn nhà mình đã cao hơn, khỏe hơn, bé thì tăng cân nhanh nhẹn hơn. Đang giai đoạn chuyển mùa và nhiều dịch bệnh mà các con của mình hoàn toàn là khỏe mạnh. Mình rất là yên tâm về vấn đề này. Và mình thấy rằng là bây giờ chắc là mình sẽ phải khuyên tất cả mọi người là phải dùng sản phẩm Alphamilk này đi. Các bố các mẹ có thể tìm mua sữa Alphamilk ở các cái đại lý này, phòng khám này hay là các trang thương mại điện tử. Nhưng hiện tại thì ở Wikimum ấy đã kết hợp cùng với nhãn sữa Alphamilk DHA này để có thể mang tới cho bố mẹ những cái sản phẩm 100% chính hãng cùng với mức giá tốt nhất ở trên thị trường. Wikimum ấy thì chính là một cái chuỗi phòng khám nhi và dinh dưỡng cực kỳ là uy tín, có cả khám online và khám cả offline. Đến với Wikimum thì các bạn sẽ được đội ngũ bác sĩ, chuyên gia nhi và dinh dưỡng tư vấn thăm khám. Đặc biệt là khi mà các bạn mua sản phẩm qua Wikimum thì các bạn sẽ được tặng thêm một voucher trị giá tới 1.500.000 đồng và rất nhiều những cái ưu đãi hấp dẫn khác. Nếu như các bạn mà muốn đặt hàng hay là thắc mắc gì về sản phẩm thì có thể gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại bên dưới ở đây hoặc là để lại comment bình luận các bạn nhé.